tôi nghĩ là những cái nhịp điệu rất là sôi động của bài Cung đoàn mùa xuân vừa rồi thì cũng đã cho chúng ta khuấy động hơn cái không khí ở trong trường quay. Chúng ta sẽ cùng đến với vòng loại thứ nhất ngày hôm nay. Ô chữ của chúng tôi gồm 13 chữ cái. Xin mời chị Hồng Nhung. Đây là một bệnh lý về mắt khá phổ biến. Xin mời. Chúc anh may mắn. Ô 100 điểm. Tôi xin đoán chữ T. Chữ T ạ. Vâng. Chữ T thì không có chữ T. Vâng, thật là tiếc cho anh vui. Xin mời chị Thủy. Chị Thủy quay vào ô 300 điểm. Tôi xin đoán chữ N. N ạ. Có một chữ N. Xin chúc mừng chị Thủy có 300 điểm đầu tiên. Xin mời. Và chị Thủy có nói là mình là một người khá là may mắn trong chuyện thi cử. Và hôm nay tôi thấy là ngay ở vòng đầu tiên chị cũng đã khá là gặp may mắn rồi. Chị đã quay được vào ô phần thưởng. Xin chúc mừng. Bây giờ thì chị có thể nhận được một trong ba phần thưởng của chương trình. Phần thưởng đầu tiên là một bộ nồi chống dính trị giá 600.000 đồng. Phần thưởng thứ hai là một bộ bát đĩa trị giá 300.000 đồng. Và phần thưởng thứ ba là 10 đôi đũa inox trị giá 50.000 đồng. Và tôi nghĩ là những cái phần thưởng này rất phù hợp cho các bà nội trợ đúng không ạ? Rất là phù hợp. Xin mời. Phần thưởng là một bộ nồi chống dính 600.000 đồng. Đây là phần thưởng cao nhất của chương trình và bây giờ thì chị Thủy đã sở hữu được phần thưởng này rồi. Tôi nghĩ rằng đó cũng là một cái sự tự tin nhất định dành cho chị ở những vòng thi sau, đúng không ạ? Xin mời chị. Qua ô mất điểm rồi, bây giờ là ô 1.000 điểm. Xin chúc mừng. Tôi xin đoán chữ G. Chữ G ạ, có một chữ G. Xin chúc mừng chị Thủy, có thêm 1.000 điểm. Ô thêm lượt. Tôi sẽ đoán chữ Ư. Chữ Ư ạ. Vâng, chữ Ư, không có chữ Ư. Rất tiếc, không có thêm một lượt. Xin mời chị Hà. Vâng, ô 800 điểm. Chữ O. Chữ O. Chị Hà có 800 điểm, có một chữ O. Ô 700 điểm. Tôi xin đoán chữ H ạ. Chữ H. Vâng, chữ H thì lại không có mất rồi. Xin mời anh Vui. Tôi xin đoán chữ U ạ. Chữ U. Vâng, chữ U thì cũng không có chữ U. Xin mời chị Thủy. Tôi xin đoán chữ ớ. Chữ ớ. Vâng, chữ ớ thì cũng không có chữ ớ mất rồi. Xin mời chị Hà. Chữ D ạ. Chữ D. Chữ D có một chữ D. Xin chúc mừng chị. Quay vào ô mất điểm mất rồi. Rất tiếc. À không sao, vẫn còn rất nhiều những chữ cái nữa đúng không ạ? Và bây giờ xin mời anh Vui. Ô 300 điểm. Tôi xin đoán chữ Y ngắn ạ.
Y ngắn ạ. Vâng, chữ Y ngắn và anh có một chữ Y ngắn. Rất may mắn cho anh bởi vì anh có hai lần liên tiếp không đoán đúng một chữ nữa. Rất may lần này anh đã có được chữ Y ngắn. Ô 2.000 điểm, xin chúc mừng. Tôi xin đoán chữ E ạ. Chữ E. Có một chữ E, xin chúc mừng. Anh có 2.300 điểm. Rất có thể là ô nhân đôi, xin chúc mừng. Liên tục những ô điểm cao, nếu như anh trả lời đúng, anh sẽ có được nhân đôi số điểm 2.300 điểm này. Xin mời. Tôi đoán chữ M. M, vâng, chữ M. Và anh đã có được 4.600 điểm, có hai chữ M. Bốn trăm điểm. Tôi xin đoán chữ A. Chữ A, vâng, một chữ rất hay xuất hiện ở trong ô chữ của chúng tôi, lần này nó xuất hiện hai lần, có hai chữ A nữa. Rất xuất sắc. Anh có thêm 800 điểm, quay tiếp chưa? Tôi xin đoán luôn ạ. Đoán luôn ô chữ này. Vâng. Rất quyết đoán. Vâng, nhưng mà tôi xin nhắc là nếu anh đoán đúng, anh sẽ có 5.400 điểm và chắc chắn rồi, anh sẽ có mặt ở vòng chung kết. Nhưng nếu đoán sai thì anh sẽ không được tham dự ở vòng chơi này nữa. Tôi xin đoán ô chữ này là viêm màng lệ đạo. Viêm màng lệ đạo, đúng không ạ? Nếu như đúng thì rất là tiếc cho chị Thủy cũng như chị Hà, đúng không ạ? Cũng chưa có dịp thể hiện được nhiều thì anh ấy đã giải được ô chữ này rồi. Nhưng nếu sai thì phải chúc mừng cho hai chị, chỉ còn hai người có thể có quyền được quay ở vòng thi này thôi. Bây giờ thì tôi sẽ đưa ra đáp án. Anh tên Vui, nhưng tôi không thể chia Vui được với anh bởi vì đó là ô chữ không chính xác. Rất là tiếc. Chúng ta đã phải chia tay một người chơi. Nhưng không sao, tôi thấy là anh đã đến đây và đã thể hiện được cái tính cách quyết đoán của mình, đúng không ạ? Chúng ta sẽ cùng đến với vòng quay của chị Thủy. Rất tiếc anh đã phải bỏ đi số điểm 5.400 điểm. Xin mời. Chị Thủy quay ôm mất lượt ạ. Xin mời chị Hà. Tôi thấy chị Thủy mặt cứ buồn buồn thế nào ấy ạ. Ô 300 điểm. Tôi xin đoán chữ V ạ. Chữ V, vâng, chữ V, có một chữ V. Chị quay tiếp chưa? Quay ạ. Ô 800 điểm. Tôi xin đoán 4. Chữ G. Chữ G thì không có chữ G nữa rồi. Xin mời. Tôi nghĩ là chúng ta cần phải bình tĩnh hơn ở trong những cái giờ phút như thế này, đúng không ạ? Chỉ còn rất ít chữ cái nữa thôi. 1.000 điểm. Và trước khi trả lời cái ô chữ này thì xin nhắc chị Thủy đã có 2 lần liên tiếp không đoán đúng ô chữ của chúng tôi rồi, và đây là lần thứ 3. Nếu chị không đoán đúng nữa thì chị sẽ phải chia tay cuộc chơi giống như anh Vui ở đây. Xin mời, chị đoán chữ gì? Tôi xin đoán chữ Ơ. Chữ Ơ ạ? Vâng, chữ Ơ. Không phải chữ Ơ. Rất tiếc, chúng ta phải chia tay với một người chơi nữa ngày hôm nay, đó chính là chị Thủy, người chơi ở vị trí số 2. Chị Hà là người duy nhất còn có thể có quyền quay ở vòng thi này. Xin mời. Và đây là ô mà chị Hà đang rất cần, đó là ô may mắn. Xin chúc mừng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng mở ô chữ. Chị Hà, còn hai chữ còn lại chị muốn mở chữ nào? Ô chữ cạnh chữ D ạ. Cạnh chữ D. Vâng ạ. Vâng, xin mời. Đó là chữ ô. Xin mời. Ô 300 điểm. Tôi xin đoán chữ L ạ. Chữ L ạ.
L ạ. Vâng, chữ L không phải chữ L. Xin mời, chị được quyền quay một lần nữa. Xin mời lần cuối cùng. Ô thêm lượt. Chữ B ạ. Chữ B. Vâng, chị ghép rất nhiều chữ vào đây. Và bây giờ ghép thêm chữ B. Vâng, và tôi trả lời là có một chữ B. Xin chúc mừng. Vâng, nếu không biết chúng ta có thể ghép từ sao cho nó có nghĩa là được, đúng không ạ? Vâng. Bây giờ thì ô chữ này đã được mở ra rồi. Nhiệm vụ của chị Hà sẽ phải là giải ra và đọc đúng cái ô chữ này. Chị đang có 300 điểm. Tôi xin đoán ô chữ này là viêm màng bộ đạo ạ. Viêm màng bộ đạo. Nghe. Và tôi sẽ đành phải trả lời là vòng này không có người vào vòng chung kết, không phải ô chữ này. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng phải nhờ quý vị khán giả giải hộ cho ô chữ này. Và xin mời anh ạ. Viêm màng bộ đạo. Anh vui thế nào? Rất tiếc. Bạn khán giả vừa rồi bạn đã trả lời rất chính xác đấy ạ. Xin chúc mừng. Viêm màng bồ đào là bệnh mắt khá phổ biến, thường có những tổn thương nặng nề, nhiều biến chứng hay tái phát, khó xác định nguyên nhân. Các triệu chứng của viêm màng bồ đào trước là nhìn mờ, mắt thường đau đỏ, sợ ánh sáng, chảy nước mắt. Bệnh viêm màng bồ đào cần được phát hiện sớm, điều trị đúng và kịp thời, theo dõi chặt chẽ để ngăn ngừa các biến chứng nặng nề có thể dẫn đến mù lòa. Tôi là Nguyễn Thích Chính, đến từ Vĩnh Phúc. Và xin cảm ơn bạn, xin mời bạn nhận phần quà chương trình. Thực sự thì bạn Hà đã bao giờ nghe đến cái từ viêm màng bồ đào này chưa? Đây là chắc là lần đầu tiên em được nghe. Lần đầu tiên được nghe? Vâng. Thế còn chị Thủy sao? Có nghe rồi. Có nghe rồi. Nhưng mà tiếc quá, lúc nãy lại không đoán ra. Bởi vì tâm lý ở trên này và ở ngồi khi ngồi dưới trường quay cũng khác, và ngồi xem TV còn lại càng khác hơn, đúng không ạ? Chưa chắc chúng ta đã đủ bình tĩnh để đoán ra. Thật là tiếc ở vòng thi này không có người chiến thắng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng phải chào tạm biệt cả ba người chơi ở vòng thi thứ nhất. Và cũng nhân đây xin được chúc cho ba người chơi gặp thật nhiều may mắn và mạnh khỏe. Xin được cảm ơn đã đến tham dự chương trình của chúng tôi. Xin được cảm ơn anh Vui. Xin được cảm ơn chị Thủy. Cảm ơn chị Hà. Bật thêm bia la ru, bật thêm giải thưởng. Chúng ngày 10 Honda SH 100 TV LCD và hàng triệu lon bia la ru, bật nắp bia la ru, tưng bừng chúng SH. Xốp hoàn toàn mới với hàng triệu bọt oxy liti, không chỉ giúp giặt sạch bẩn mà còn sạch cả mùi hôi từ sâu bên trong. Xốp mới sạch bẩn và sạch mùi hôi cho áo quần sạch thơm mát. Dạ con cũng mong cho em. Con có tinh dầu thơm mới với tinh dầu tự nhiên ư? Cảm nhận sự tươi mới và tràn đầy sức sống từ comfort tinh dầu thơm mới. Em làm gì đấy? Bố mẹ. Tràn đầy sức sống với comfort tinh dầu thơm mới. Khi thấy những bé mèo bị bỏ rơi bên vệ đường, Huyền chẳng thể ngó lơ, có thể hơi khùng. Nhưng cà phê mèo bắt đầu từ đó. Là con gái, làm điều mình yêu thật thích. Diana là con gái thật tuyệt. Xin được chào mừng quý vị và các bạn đã đến với vòng thi thứ hai của chương trình ngày hôm nay. Ở vòng thi đầu tiên vừa rồi thì thật là tiếc, chưa có người chơi nào trả lời đúng ô chữ của chúng tôi và không có người chơi vào vòng chung kết ngày hôm nay. Ở vòng thi thứ hai tôi không muốn điều đó xảy ra nữa và hy vọng rằng ba người chơi ở vòng 2 sẽ xuất sắc hơn để có mặt ở vòng chung kết của chương trình. Bây giờ xin mời ba người chơi ở vòng thi thứ hai, xin mời. Xin được giới thiệu người chơi ở vị trí số 1, anh Nguyễn Đăng Khá, 26 tuổi, đến từ Hà Nội. Nghề nghiệp là sinh viên Đại học Văn hóa Hà Nội. Sở thích xem thời sự, xem bóng đá, đọc sách, xem các chương trình truyền hình.
Quan niệm sống là chúng ta có thể làm được bất cứ điều gì nếu chúng ta muốn và thực sự nỗ lực phấn đấu vì nó. Người chơi ở vị trí số 2 đó chính là anh Nguyễn Văn Long, 35 tuổi, đến từ Hải Phòng. Nghề nghiệp là kỹ sư xây dựng, sở thích là ca nhạc, đi du lịch, xem thông tin thời sự. Và quan niệm sống là nghĩ thật, nói thật và làm thật. Người chơi ở vị trí số 3, người chơi lớn tuổi nhất trong chương trình ngày hôm nay, xin được giới thiệu cô Lê Thị Kim Oanh, 52 tuổi, đến từ Krông Park, Đắk Lắk. Nghề nghiệp là hiệu trưởng trường mẫu giáo Hoa Sen, sở thích đi du lịch và ca hát và thích hát một bài để tặng chương trình. Và quan niệm sống là không có nơi nào trú ẩn tốt bằng trái tim của người mẹ. Hy vọng rằng ba người chơi vòng loại thứ hai sẽ không lặp lại như ở vòng loại đầu tiên. Ô chữ của chúng tôi ở vòng loại thứ hai này gồm 12 chữ cái. Đây là một cảnh quan độc đáo của công viên địa chất Đồng Văn. Xin mời anh. Xin chúc anh may mắn. Ô 300 điểm. Tôi chọn chữ A. Chữ A. Vâng, chữ A, không có chữ A rồi ạ. Rất tiếc. Xin mời anh Long. Rất tiếc cho anh Long đã quay ô mất lượt rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến vòng quay của cô Anh. Xin mời cô. Sáu trăm điểm. Ô 300 điểm. Tôi xin đoán chữ N. N. Vâng, chữ N có 2 chữ N. Xin chúc mừng. Ô 800 điểm. Tôi xin đoán chữ G. Chữ G ạ. Vâng, chữ G, không có chữ G rồi ạ. Rất tiếc. Xin mời anh Khá. Anh Khá lại giống như anh Long rồi, quay vào ô mất lượt. Rất tiếc. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với vòng quay của anh Long. Xin mời. Lần này hy vọng là sẽ quay vào ô khác ngoài ô mất lượt ra, đúng không ạ? Vâng, ô nhân đôi. Mặc dù chưa có điểm nhưng không sao, vẫn được đoán, đúng không ạ? Tôi xin đoán chữ Y ngắn. Y ngắn. Và chữ Y ngắn có 3 chữ Y ngắn. Xin chúc mừng. Ô 1.000 điểm, xin chúc mừng. Xin mời anh Long. Tôi xin đoán chữ U. Chữ U, vâng, chữ U. Anh có 1.000 điểm, có một chữ U. Năm trăm điểm. Mình đoán chữ C. Chữ C. Vâng, chữ C, lại có một chữ C nữa. Xin mời anh. Anh có 1.500 điểm. Lại là ô 1.000 điểm. Xin chúc mừng anh. Tôi xin đoán chữ E. Chữ E ạ. Vâng, chữ E, có một chữ E nữa. Liên tục là những câu trả lời đúng. Anh quay tiếp chưa? Quay tiếp ạ. Vâng, anh đang có 2.500 điểm. Bây giờ là ô điểm rất cao, ô 2.000 điểm. Chữ L. Chữ L ạ? Dạ. Vâng. Chờ khá là lâu, bây giờ cô Anh mới được quay, đúng không ạ? Cô Anh đang có 600 điểm đấy ạ.
Ô 400 điểm. Tôi xin đoán chữ H. Chữ H, vâng, chữ H cũng không có chữ H. Xin mời anh Khá. Ô 300 điểm. Chữ D. Chữ D. Vâng. Chữ D. Có một chữ D, xin chúc mừng anh. Ô 600 điểm. Tôi chỉ đoán chữ O. Chữ O. Chữ O có hai chữ O, xin chúc mừng anh. Còn một chữ cái nữa thôi. Anh muốn đoán nốt hay là anh quay nốt? Tôi xin đoán luôn. Đoán luôn. Vâng. Đoán luôn ô chữ này. Vâng. Chắc chắn rồi chưa ạ? Vâng. Không hối tiếc. Vâng. Anh sẽ đọc lại ô chữ này. Núi đôi cổ viên ạ. Anh là người học đại học văn hóa đúng không ạ? Vâng. Anh học về chuyên ngành gì? Tôi thấy em học ngành thư viện thông tin ạ. Thư viện thông tin. Vâng. Tôi thấy cái hình thể của anh thì trông nó rất là giống với một võ sĩ quyền anh. Anh có chơi thể thao gì không ạ? Có chơi môn nào không ạ? Dạ em thích chơi bóng đá. Chơi bóng đá. Vâng. Anh đá vị trí gì? Chắc chắn là hậu vệ rồi. Không, em thủ môn ạ. À, thủ môn. Vâng. Đúng là gặp một thủ môn như này thì các tiền đạo rất là ngại đúng không ạ? Vì trông hình thể của anh rất giống một cái võ sĩ quyền anh mà tôi đã được xem ở trên TV. Thì đây sẽ là kết quả của chương trình ngay bây giờ. Ô chữ của chúng tôi là không phải núi đồi cổ viện. Rất tiếc. Có một chút vội vàng ở đây nhưng không sao. À, đây là cuộc chơi đúng không ạ? Chúng ta sẽ dành cơ hội cho hai người chơi còn lại. Xin mời anh Long. Anh có 2.500 điểm. Anh muốn đoán luôn hay là anh muốn quay tiếp? Tôi muốn quay để có thời gian suy nghĩ hơn. À, vâng, có thời gian suy nghĩ. Anh đang có 2.500 điểm. Xin mời. Ô 900 điểm. Tôi xin đoán chữ T. Chữ T ạ. À? Vâng, chữ T. Có một chữ T, xin chúc mừng anh. Bây giờ thì không thể quay để có thêm thời gian suy nghĩ được nữa rồi. Bây giờ anh sẽ phải đọc đúng ra ô chữ này. Và anh phải nhớ là chữ Việt, tiếng Việt chúng ta có dấu, đúng không ạ? Anh phải hết sức lưu ý điều này. Nếu đọc đúng không đúng dấu thì cũng không có nghĩa và cũng không được chấp nhận đáp án. Anh đang có 3.400 điểm. Tôi nghĩ là một số điểm tương đối để có thể vào vòng trong. Bây giờ anh sẽ đọc ra ô chữ này là gì? Tôi xin đọc ô chữ này là núi đôi cô tiên. Núi đôi cô tiên. Chúc mừng cho cô Oanh hay là chúc mừng cho anh Long đây? Bởi vì chỉ còn hai người chơi còn lại thôi. Và tôi xin được chúc mừng anh Long. Đó chính là đáp án đúng. Núi đôi cô tiên thực chất là sản phẩm của quá trình rửa trôi, bào mòn đều đặn tập răm kết vôi, nằm trong đới phá hủy của đứt gãy Quảng Bạ, Hương Trà, mà pha hoạt động cuối cùng của nó xảy ra cách ngày nay khoảng 5 triệu năm. Đây là một dạng cảnh quan karst, dạng đồi độc đáo của cao nguyên đá Đồng Văn. Mặc dù được cấu tạo bởi đá răm kết vôi nhưng lại mang nét mềm mại của địa hình các đá lục nguyên. Chúc mừng anh Long, anh đã là người đầu tiên có mặt ở vòng chung kết của chương trình ngày hôm nay với 3.400 điểm. Xin cảm ơn cô Anh đến tham dự chương trình. Cô Anh có một yêu cầu là cho cô Anh được hát ở trên chiếc nón kỳ diệu. Đây là một cái niềm ấp ủ đã rất là lâu rồi. Bây giờ thì cô Anh muốn hát bài gì ạ? Tôi đến đây để tham gia chương trình vui là chính. Nhưng trước đây tôi cũng đã từng là một giáo viên. Đã từng làm giáo viên thì tôi đã từng thích hát bài Cô đi nuôi dạy trẻ, nhạc và lời của Nguyễn Văn Tý. Và bây giờ tôi cũng xin hát bài Cô đi nuôi dạy trẻ để tặng các quý vị khán giả. Mùa xuân ai đi hái hoa, còn em đi nuôi dạy trẻ. Sao em muốn đàn em mau khỏe, sao em muốn đàn em mau ngoan. Hay bởi vì em quá yêu thương những đôi môi đỏ, những đôi má tròn. Em yêu từng đôi mắt sáng, lòng lành như những giọt sương, lòng lành như những giọt sương. Cô yêu từng đôi mắt sáng, lòng lành như những giọt sương, lòng lành như những giọt sương, lòng lành như những giọt sương.
xin được cảm ơn cô anh rất nhiều và xin được cảm ơn anh Khá đến với chương trình. Xin cảm ơn anh rất nhiều. Xin chúc mừng cho anh Long đã có mặt ở vòng chung kết chương trình. Wow, đột phá với từng sợi mì dai ngon hấp dẫn, mì Coco Mi mới. Từ nay nhà mình sẽ chuyển sang Coco Mi nhé. Coco Mi dai ngon từng sợi. Chinsu Foods, đôi mắt sáng khỏe, nói thay muôn lời. Với chân protein truy phát vitamin, acid amin, giữ ẩm, giảm đỏ, ngứa và mỏi mắt. New Viroto cho đôi mắt khỏe đẹp. Không dùng New Viroto cho người tăng nhãn áp, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Tôi chỉ yêu một người và tôi chỉ yêu C2. Chỉ một tình yêu, chỉ một C2. Mỗi ngày mới là một cơ hội mới để vươn lên. Đằng sau mỗi thành công là những người bạn đồng hành. Đằng sau mỗi gia đình hạnh phúc là người nội trợ khéo léo. Hãy chuẩn bị cho mỗi ngày mới với sự chọn lựa ưa chuộng của gia đình Việt. Mì Hào Hào với nhiều hương vị độc đáo để phục vụ bữa ăn ngon tuyệt vời. Hào Hào là chọn lựa của khắp mọi nhà. Mì Hào Hào phục vụ trên 2 tỷ bữa ăn ngon mỗi năm cho người Việt. Mình yêu mẹ lắm và mình yêu xe ai. Chính một tình yêu, chính một xe ai. Chơi khuya hoạt động thâu đêm, nóng trong người. Chơi khuya hoạt động thâu đêm, nóng trong người. Muốn trả đất tới thay, thay nhau cơ thể không lo bị nó. Ngon tuyệt. Xin chào mừng quý vị và các bạn đã đến với vòng 3 của chương trình Chiếc Nón Kỳ Diệu ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, ở vòng chơi thứ hai vừa rồi thì như dự định thì chúng ta đã có được người chiến thắng ở vòng thi thứ hai và có mặt ở vòng chung kết, đó chính là anh Long với 3.400 điểm. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục tìm thêm một người chơi nữa có mặt ở vòng chung kết và đây là vòng thi thứ ba. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với 3 thí sinh đến từ vòng thi thứ ba. Xin mời. Xin được giới thiệu người chơi ở vị trí số 1. Đó là chị Lê Thị Thanh Tuyền, 24 tuổi, đến từ Vĩnh Phúc. Nghề nghiệp là giáo viên, sở thích là đọc sách văn học, đi chơi với bạn bè và muốn trở thành giáo viên giỏi. Và quan niệm sống của chị là luôn sống là chính mình, không giả dối, thay đổi bản thân theo hướng tích cực. Và câu nói yêu thích, bạn phải biết với tay lên bầu trời, vì nếu không là mặt trời bạn sẽ nằm trong số những vì sao. Người chơi ở vị trí số 2 đó chính là bạn Phạm Xuân Thưởng, 27 tuổi, đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Nghề nghiệp là lập trình viên, sở thích bóng đá, nghe nhạc cổ điển, thích xem phim hành động, thích đi du lịch. Và quan niệm sống là trên đường thành công, không có dấu chân của kẻ lười biếng. Người chơi ở vị trí số 3 ngày hôm nay, anh Đinh Hồng Phương, 29 tuổi, đến từ Hà Nội. Nghề nghiệp là cán bộ y tế, sở thích thể thao, ca nhạc, đi du lịch, xem bóng đá. Và quan niệm sống là phải bất khuất, kết thúc chỉ là sự khởi đầu. Chỉ còn một tấm vé để vào vòng chung kết nữa thôi, đúng không ạ? Ba người chơi của chúng ta phải cố gắng hết sức để giải được ô chữ của chương trình. Chúng ta sẽ cùng đến với ô chữ ở vòng loại thứ 3 ngày hôm nay. Ô chữ của chúng tôi gồm 10 chữ cái. Xin mời chị Hồng Nhung. Đây là một trong những làng quan họ gốc ở Bắc Ninh. Chị Tuyền sẽ là người được quyền quay đầu tiên. Xin mời, chúc chị may mắn. Tuyền đã quay được vào ô 600 điểm. Chữ A. Chữ A. Vâng, chị Tuyền đoán chữ A và có ngày 2 chữ A. Xin chúc mừng. Chị có 1.200 điểm. Ô chia đôi. Có 2 chữ A thì bây giờ là phải mất với 1 chữ A rồi. Vâng.
chia đôi. Em xin được đoán chữ N. N, vâng, chữ N, có một chữ N. Chị quay tiếp chưa? Dạ, xin mời. Ôm 1.000 điểm, xin chúc mừng. Em xin đoán chữ L. L đúng không ạ? Chữ L, có một chữ L. Và chị có thêm 1.000 điểm nữa. Em xin chị quay tiếp. Quay, xin mời. Vâng, ô 600 điểm. Em xin đoán chữ G ạ. Chữ G ạ, vâng, chữ G. Có một chữ G nữa. Ô thêm lượt. Em xin được đoán chữ O. Chữ O ạ. Chữ O thì không có chữ O mất rồi. Mà chị cũng không có thêm một lượt. Xin mời anh Thưởng. Ô 100 điểm. Tôi xin đoán chữ P. P ạ. Dạ. À, chữ P thì không có chữ P mất rồi. Xin mời. Bảy trăm điểm. Và chữ H. Chữ H. Vâng, chữ H cũng không có chữ H. Xin mời. Hai nghìn điểm. Xin chúc mừng chị. Chữ gì ạ? Tôi xin đoán chữ T. Chữ T ạ. Vâng, ô 2.000 điểm. Tôi rất hy vọng là chị sẽ có 2.000 điểm này. Nhưng mà không có chữ T mất rồi. Xin mời anh Thưởng. Một nghìn bốn trăm. Vâng. Anh ấy tên là Thưởng mà toàn quay vào ô bị phạt thôi. Vâng, ô mất lượt mất rồi. Rất tiếc. Xin mời anh Phượng. Ba trăm điểm. Đoàn chữ U. Vâng, chữ U cũng không có chữ U. Xin mời. Ô 500 điểm. Em xin đoán chữ D. Chữ D ạ, vâng. Xin nhắc cho chị Tuyền là chị đã có 2 lần liên tiếp không đoán đúng ô chữ rồi. Bây giờ là lần thứ 3, lần quyết định và chị đã đọc chữ D. Thì bây giờ tôi sẽ phải xem đáp án để xem chị còn có thể ở lại chương trình nữa hay không. Hay là đành phải chia tay với chị. Vâng, và chị đoán chữ D thì rất tiếc, không muốn nhưng tôi vẫn phải chia tay với chị. Không có chữ D. Rất là tiếc, chị Tuyền, người chơi ở vòng thi thứ 3 là người đầu tiên đã phải rời cuộc chơi. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với vòng quay của anh Thưởng. Xin mời. Ô 100 điểm. Tôi xin đoán chữ V. Có một chữ V, xin chúc mừng. Anh có 100 điểm. Xin mời. Dạ. Vâng, bây giờ thì anh đã quay được vào ô may mắn và anh được quyền mở một chữ cái ở đây. Anh muốn mở chữ gì? Em xin mở sau chữ V. Sau chữ V, xin mời chị Hồng Nhung. Đó là chữ Y ngắn. Xin mời.
ô chia đôi. Chữ E. Chữ E ạ, vâng, chữ E đưa ra rất là ngập ngừng, nhưng mà lại có một chữ E. Xin mời. Anh còn 50 điểm. Một phát là cao ngay. 2.000 điểm, xin chúc mừng. Anh đoán chữ gì ạ? Khó. Vâng, tất nhiên là phải khó rồi. 5, 4, 3. Em xin đoán chữ C ạ. Chữ C, vâng. Sau một lúc ngập ngừng, anh ý ra được một chữ là chữ C. Không có chữ C. Xin mời anh Phượng. Phương cố gắng lên ạ. Anh Phương chưa đoán đúng ô chữ nào. Anh đã có hai lần liên tiếp đoán không đúng ô chữ rồi đấy ạ. Bây giờ sẽ là lần quyết định. Ô 1.000 điểm. Xin mời. Chữ T. Chữ T ạ. Vâng, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng xem là anh có đi theo chị Tuyền để chia tay cuộc chơi này hay không. Rất tiếc là chỉ còn một mình anh Thưởng thôi. Không có chữ T. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với vòng quay của anh Thưởng, người duy nhất còn lại ở trong vòng thi thứ 3 này. Xin mời. Ô 700 điểm. Chữ M. Chữ M. Có một chữ M. Còn một chữ nữa thôi ạ. Dạ, bây giờ thì anh Thưởng quyết định thế nào? Quay hay đoán ạ? Thực ra thì em vẫn chưa đoán ra cái ô này, nên là có lẽ em phải quay tiếp ạ. Xin mời. Qua ô chia đôi. Ô 300 điểm. Cố gắng lên ạ. 5. Em xin đoán chữ S. S ạ. Vâng, chữ S thì không phải chữ S. Bây giờ còn một mình anh. Đúng không ạ? Em được quay mấy lượt nữa ạ? Đây là lần thứ nhất. Tôi sẽ đếm lần thứ hai. Xin mời, lần thứ hai. Bốn trăm điểm. Em xin đoán chữ B. Chữ B ạ, vẫn chưa ra, không phải chữ B. Bây giờ là lần thứ ba, xin mời. Hy vọng là quyết định. Ô may mắn ạ. Bây giờ là anh ấy đang cầu vào ô may mắn, thì chúng ta sẽ cùng cổ vũ để cho anh ấy quay vào ô may mắn ạ. Bây giờ là ô 900 điểm. Em xin đoán chữ X. X gì? Dạ. Và đó là chữ X. Xin chúc mừng. Bây giờ thì tất cả các ô chữ được mở ra rồi. Anh Thưởng sẽ đọc đúng ô chữ này sẽ có 1.650 điểm. Anh thể thật sự bình tĩnh. Mở ô chữ này là gì? Xin mời. Em xin đoán là làng Viêm Xá. Làng Viêm Xá. Và sau khi có hỏi anh ấy về nguồn gốc thì tôi thấy là anh ấy nói giọng Bắc. Thì tôi thấy là trong bản đăng ký có ghi là đến từ Thành phố Hồ Chí Minh. Và tôi sẽ mở đáp án để xem anh có trả lời đúng hay là không. Rất chính xác, xin chúc mừng. Làng Viêm Xá còn có tên gọi nữa là làng Diềm, thuộc xã Hòa Long của thành phố Bắc Ninh, là làng Việt cổ nằm dọc theo núi Kim Sơn. Truyền thuyết vua bà kể rằng thời Hùng Vương, công chúa Nhữ Nam đi du ngoạn núi sông, bỗng bà gặp cơn phong vũ cuốn lên trời rồi đưa đến trang Viêm Xá. Thấy phong cảnh hữu tình, bà cho là điểm trời xui khiến nên đã ở lại dạy dân trồng dâu, nuôi tằm, dệt vải. Những khi nông nhàn, bà lại dạy dân làng ca vũ và lề lối hát tập thể. Từ một làng, điệu hát, lề lối hát được truyền sang nhiều làng trong vùng. Trải qua thời gian, cách hát của vua bà dạy dân làng đã trở thành nghệ thuật hát quan họ. Những làng có chung nghệ thuật hát này gọi là làng quan họ gốc. Ngày nay qua khảo sát, có 49 làng quan họ gốc, chủ yếu thuộc tỉnh Bắc Ninh và một số huyện thuộc tỉnh Bắc Giang. Mọi người đều tôn công do vua bà khởi xướng, này đã trở thành di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Bạn sẽ có mặt ở vòng chung kết với 1.650 điểm.
Một lần nữa thì xin được cảm ơn anh Phương, xin được cảm ơn chị Tuyền đã đến tham dự chương trình ngày hôm nay. Và một lần nữa xin được chúc mừng cho anh Thưởng. Xin được chào mừng quý vị và các bạn đã đến với vòng thi dành cho khán giả của chương trình ngày hôm nay. Một phần quà chương trình cũng như là một chiếc quà ở đây sẽ thuộc về ai giải được ô chữ ở vòng thi khán giả của chúng tôi. Ô chữ của chúng tôi ở vòng thi khán giả lần này khá là dài, gồm 18 chữ cái. Xin mời. Vâng, ô chữ dài nhưng mà lại không khó đâu ạ. Rất đơn giản thôi. Đây là câu thành ngữ nói về mối quan hệ trong gia đình. Vâng, có ai nhớ có câu thành ngữ nào không ạ? Đáp án của câu hỏi này là chị ngã em nâng. Chị ngã em nâng ạ. Vâng, đó cũng là một câu thành ngữ nhưng không phải ạ. Xin mời chị áo đen ở dưới này. Trẻ cậy cha, già cậy con. Trẻ cậy cha, già cậy con. Vâng, đó là mối quan hệ trong gia đình. 18 chữ và đó là câu trả lời chính xác. Xin chúc mừng. À, xin mời chị xuống đây. Rất chính xác. Vâng, trẻ cậy cha, già cậy con, câu thành ngữ về mối quan hệ và sự thân thiết giữa bố mẹ và con cái. Và đó cũng là cái trách nhiệm của con cái đối với những người bố, người mẹ của mình trong gia đình, đúng không ạ? Đó là ý nghĩa của câu thành ngữ này. Vâng, và bây giờ thì chị cho biết chị tên là gì? Tôi tên là Bùi Thị Nhật Hương. Và tôi hôm nay rất là vui được đến chương trình, và tôi đến chương trình này để cổ vũ cho chị Thủy ở thành phố Yên Bái ạ. Xin mời chị nhận phần quà chương trình. Hy vọng là chị đã hài lòng với những phần thưởng của chúng tôi. Vâng. Xin cảm ơn chương trình và xin cảm ơn anh Tuấn Tú ạ. Ai mắc kiêng, ai về đồ không? Dạ. Cần chi cái đôi mắt kiêng thì đôi mắt đã tinh anh đúng không? Cần chi cái đôi cao gót thì vóc dáng đã cao to. Cao thật cao. Con Vinamilk. Vinamilk. Nghe ba ly đôi mắt sáng ngời, nghe ba ly dáng óc tuyệt vời. Sữa Vinamilk bổ sung vi chất mới, giàu vitamin A và khoáng chất giúp bé sáng mắt và cao hơn. Sữa Vinamilk mới, mắt sáng dáng cao. Vinamilk. Là đàn ông hãy dùng sản phẩm dành cho đàn ông. Ô. X-Men đàn ông đích thực. Phong cách mạnh mẽ, đầy bản lĩnh. X-Men đàn ông đích thực. Thưởng thức sữa chua lên men tự nhiên Yumus mới và săn ngay ống hút với tem trúng thưởng đặc biệt. Cơ hội trúng 15 chuyến học nhảy siêu đỉnh tại Hàn Quốc cùng hàng ngàn đôi giày Converse cực chất. Yumus săn ống hút, hút Seoul bừng sức sống. Your time. New Wave RSX. Sản phẩm no more. Hãy khám phá sản phẩm tiên tiến nhất từ Omomatic, chuyên gia giặt máy với công thức đặc chế giúp đánh tan vết bẩn hiệu quả trong giặt máy, được các nhà sản xuất máy giặt hàng đầu khuyên dùng. Nước giặt Omomatic mới, lựa chọn hàng đầu cho giặt máy. Hạt nêm cơ no mới với bột thịt than và chiết xuất xương ống, nay còn thêm chiết xuất tủy cho món canh vị ngọt đậm đà, thật hài hòa mà chúng tôi gọi đó là tròn vị. Cơ no mới nay còn thêm chiết xuất tủy cho món ăn tròn vị. Chào đón ngày mới với Close Up lửa băng. Công thức đột phá, treo lửa ấm, giúp chống lại các vi khuẩn gây mùi. Treo bằng mát lạnh, bừng lên cảm giác sảng khoái. Mang đến hơi thở thơm mát, kéo dài cực lâu. Thương giúp lửa băng mới, cho hơi thở thơm mát, kéo dài cực lâu. Lúa mạch, một nguồn năng lượng tự nhiên. Với protomon, chất chất dinh dưỡng từ lúa mạch và nhiều dưỡng chất khác. Nestle Milo, cung cấp năng lượng cho tài năng vươn xa. Nestle Milo chung tay giúp trẻ lớn hơn. Mùi gì mà thơm quá vậy em? Nạp ngừ siêu tiết kiệm thơm ngon, giá chỉ 8.000 đồng. Nạp ngừ siêu tiết kiệm thơm ngon, giá chỉ 8.000 đồng. Nạp ngừ siêu tiết kiệm thơm ngon, giá chỉ 8.000 đồng. Nạp ngừ siêu tiết kiệm thơm ngon, giá chỉ 8.000 đồng mà con ơi.
Giới thiệu nước chấm Nam Ngư siêu tiết kiệm mới, thật thơm ngon, thật tiết kiệm. Đúng là siêu tiết kiệm. Yeah. Quy điểm cộng khẳng định phong cách giải trí truyền hình đẳng cấp mới, thư giãn trong thế giới điện ảnh, cháy cùng thể thao, sành động hơn, phong cách hơn, nổi bật hơn, hòa mình với thiên nhiên và khoa học. Tất cả đều có trong gói Premium Cộng với 72 kênh giải trí cao cấp, thuê bao chỉ 190.000 đồng một tháng. Gọi 900-1592 để biết thêm chi tiết. Dạo này ông xã Vân dành nhiều thời gian cho cô ấy thế nhỉ? Lúc nào cũng được như vậy sao? Chồng cứ như vợ chồng son ấy. Hãy trải nghiệm bộ kem ngăn ngừa lão hóa cao cấp Pond's Age Miracle. Cảm nhận làn da tươi trẻ chỉ sau 7 ngày và đón nhận nhiều điều bất ngờ hơn từ ông xã. Thời khuya hoạt động thâu đêm, nóng trong người. Thời khuya hoạt động thâu đêm, nóng trong người. Uống trà nước tơ thai, thay nhau cơ thể không lao bị nóng. Uống trà nước tơ thai, tận hưởng cuộc sống. Ngon tuyệt. Xong chưa vậy? Wow, dùng dao cạo cũng có lăn khử mùi tiêu nữa hả? Đúng đó, dùng nhíp làm da bị tổn thương thế này, còn dùng dao cạo làm da bị trai xước và thâm sạm. Mới, lăn khử mùi Nivea trắng mịn làm dịu da, chứa pro vitamin B5 và vitamin C giúp nuôi dưỡng phục hồi da bị trai xước, cho bạn cùng da dưới cánh tay thật trắng mịn. Nhìn lâu quá nha. Bộ đôi Nivea trắng mịn mới Nivea 100 năm chăm sóc làn da. Mở Coca-Cola bật tung sảng khoái. Nhà mình rất thích nước tương. Mẹ nói mỗi ngày hãy có riêng một chén để chấm theo, tùy theo ý thích. Tam Thái Tử tự hào là nước tương ngon, không có 3MCPD, đảm bảo sức khỏe người sử dụng. Chén cửa ba thì có ớt nè. Wow. Chén cửa bé thì không có ớt. Wow. Từ nay nhà mình mỗi người sẽ một chén Tam Thái Tử riêng. Tam Thái Tử, nước tương ngon vì sức khỏe. Chiến sức vừa. Xin chào mừng quý vị và các bạn đã đến với vòng chung kết của chương trình Chiếc Nón Kim Diệm ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, bây giờ chúng ta đã nhận thấy ở trên sân khấu là hai người chơi xuất sắc nhất trong chương trình và đã có mặt ở vòng chung kết này. Và số điểm của người chơi ở vị trí số 1 đó chính là anh Long là đã có số điểm cao hơn 3.400 điểm và anh chính là người được quyền quay đầu tiên ở trong vòng thi này. Và anh Thưởng thì đang có 1.650 điểm. Nhưng bây giờ sau khi vòng quay này thì tất cả số điểm còn không còn nhiều ý nghĩa nữa. Ở vòng thi này tất cả số điểm sẽ được trở về không. Nếu ai chiến thắng dù là số điểm thấp nhưng vẫn có mặt ở vòng thi đặc biệt vì đây là vòng thi chung kết, đúng không ạ? Chính vì vậy chúng ta sẽ cố gắng hết mình để giải được ô chữ của chương trình và có mặt ở vòng thi cuối cùng. Ô chữ của chúng tôi gồm 8 chữ cái. Xin mời. Đây là tên bộ tranh thêu đã đạt kỷ lục Guinness Việt Nam của công ty XQ. Xin mời anh Long, xin chúc anh may mắn. Tôi xin đoán chữ A. Chữ A. Vâng, chữ A không có chữ H. Xin mời anh Thưởng. Ô 1.000 điểm. Em xin. Hai câu trả lời đầu tiên đều chưa chính xác. Ô
Ô may mắn, xin chúc mừng. Rất cần thiết. Anh muốn mở chữ nào? Tôi xin mở chữ đầu tiên. Chữ đầu tiên, xin mời. Đó là chữ T. Xin mời. Trăm điểm. Tôi xin đoán chữ H. Chữ H. Vâng, chữ H có một chữ H. Xin chúc mừng. Xin mời. Anh có 400 điểm. Năm trăm điểm. Tôi xin đoán chữ Y ngắn. Y ngắn ạ. Có một chữ Y ngắn nữa. Xin mời, anh có 900 điểm. 2.000 điểm. Xin mời. Tôi xin đoán chữ R. R, vâng. Anh có thêm 2.000 điểm, có một chữ R. Xin mời anh. Anh có 2.900 điểm. Một nghìn điểm. Chữ E. Chữ E. Không có chữ E mất rồi. Anh Thưởng cố lên ạ. 300 điểm. Em xin đoán chữ C. Chữ C. Không có chữ C. Anh Long. 2.000 điểm. Tôi xin đoán chữ E. Chữ E cũng không có chữ E. Xin mời anh Thưởng. 2 là ở vòng quay này anh đã có 2 lần liên tiếp không đoán đúng một chữ rồi ạ. 600 điểm. Chữ gì ạ? 5 4 3 2 đoán chữ M. M không có chữ M. Và anh Thưởng đã phải dừng lại ở vòng chung kết. Bây giờ còn một mình anh Long sẽ quay một vòng quay của anh cuối cùng. Anh cũng đã có 2 lần liên tiếp không đoán đúng một chữ. Nếu như anh không đoán đúng một chữ cái ở đây. Mất lượt, còn một mình vẫn được quyền quay tiếp đúng không ạ? Không vấn đề gì. Anh có 2.900 điểm rồi ạ, số điểm khá là cao đấy ạ. Anh cố gắng lên. 100 điểm. Tôi đoán chữ O. Chữ O. Vâng, chữ O. Bây giờ thì nếu như không có chữ O nữa thì hai người chơi ngày hôm nay sẽ đều phải ra về và chúng ta sẽ không có người chơi có mặt ở vòng đặc biệt. Điều này tôi không hề muốn. Nhưng bây giờ thì chúng ta phải xem đáp án là như thế nào. Không có chữ O. Rất tiếc. Nói thưa quý vị, thật là tiếc. Ngày hôm nay thì cả hai người chơi của chúng tôi ở vòng chung kết đã phải dừng lại tại đây. Họ sẽ ra về với những số điểm mà họ đã ghi được ở những vòng loại. Còn vòng chung kết thì thật là tiếc, không ai có điểm cả. Chúng ta sẽ cùng nhờ quý vị khán giả giải hộ cho những người chơi của chúng ta. Xin mời chị áo trắng. Vâng, em xin đoán bức tranh thêu này có tên là Chi Kỷ Hữu ạ. Chi Kỷ Hữu ạ. Vâng. Dạ, xin hỏi là chị đã từng thấy bức tranh này chưa, hay là xem trên truyền hình, hay là biết thông tin này ở đâu? Em đọc ở trên mạng ạ. Đọc trong, ở trên mạng. Bức tranh này được trưng bày ở trong hồi 1000 năm Thăng Long ạ. Vâng, rất là chính xác, được trưng bày. Và hơn nữa, bức tranh này được thêu bằng nghệ thuật thêu hai mặt, đúng không ạ? Vâng, và đó là câu trả lời rất chính xác, xin chúc mừng. Triển lãm bộ tranh hai mặt Chi Kỷ Hữu đoạt giải Guinness Việt Nam. Bên cạnh đó là triển lãm những tác phẩm tranh thêu Chi Kỷ Hữu tại khuôn viên vườn Thiên Nhai Chi Kỷ Hữu của Trung tâm XQ Đà Lạt Sử quán. Đây là những bức tranh thêu cỡ lớn được thực hiện theo kỹ thuật thêu hai mặt, mô tả các loài hoa mà những người bạn của XQ đã chọn theo từng tháng, mang đặc trưng của thành phố hoa Đà Lạt. Chị có biết chị tên là gì ạ? Dạ,
em tên là Nguyễn Thị Bích Ngọc ạ. Em đến từ Học viện Hậu cần ạ. Và em đến đây cổ vũ cho anh của em là anh Long ạ. Anh Long, vâng. Vâng, anh ruột đấy ạ. Anh họ ạ. Anh họ, vâng. Tiếc là anh Long chưa trả lời đúng, nhưng bây giờ thì em họ đã trả lời đúng rồi. Cũng không sao, lọt sàng xuống lia, đúng không ạ? Không vấn đề gì. Vâng, xin mời chị nhận phần quà chương trình. Xin cảm ơn. Hai anh sẽ ra về với đúng những phần thưởng các anh đã đạt được. Anh Long là 3.400 điểm, còn anh Thưởng là 1.650 điểm. Và xin chúc hai anh sẽ gặp thật nhiều điều may mắn. Xin cảm ơn anh Thưởng. Cảm ơn anh. Xin cảm ơn. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì chương trình đã cố gắng mang thật nhiều những thông tin thật là bổ ích đến cho toàn thể quý vị, và hy vọng rằng quý vị đã có những giờ phút thật là sảng khoái với chương trình. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại nhau trong chương trình tuần tới. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Độc đáo với thịt và xương hầm, cho nước súp hấp dẫn nên không thể bỏ sót ngay cả giọt súp cuối cùng. Omachi, sức hấp dẫn không thể chối từ. Được tuyển chọn từ những trái cà phê chín mọng của 8 vùng đặc sản cà phê ngon nhất Việt Nam, kết hợp với bí quyết phối trộn riêng có để tạo mùi và vị. Vina cà phê mới mang đến cho gia đình bạn hương thuần khiết, vị lưu luyến không rời. Vina cà phê mới, 8 vị yêu thương. Dễ thôi. Wow, tiếng buồn nói kìa, ai cũng mê tít. Hãy cùng chuyên gia thực phẩm hàng đầu của Chinsu Foods khám phá bí quyết hương vị mới thơm ngon trong từng gói mì tiến vua. Mì kiến vua mới, cả nhà mê tiếp. Chinsu Foods.